Tin xấu, tin xuyên tạc chống phá đảng nhà nước, những hình ảnh phản văn hóa vẫn xuất hiện trên các mạng xã hội và YouTube. Nguy hiểm hơn, nhiều nhãn hàng được đưa vào quảng cáo ở các trang thông tin này. Xử lý vấn đề này như thế nào và ai phải chịu trách nhiệm? Khách mời của chương trình hôm nay, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông vừa có công văn gửi một số doanh nghiệp để cảnh báo về tình trạng nhãn hàng của họ xuất hiện trên một số trang mạng xã hội và các kênh thông tin trên YouTube với những thông tin độc hại, đặc biệt là những thông tin xuyên tạc, nói xấu, thậm chí là bôi nhọ nhà nước Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Cục Phát thanh và Truyền hình Thông tin Điện tử phải phát ra những cảnh báo này. Năm 2017, mọi việc tưởng chừng đã có tiến triển, nhưng thời gian gần đây lại bắt đầu lặp lại. Bước đầu thì Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông đã chính thức gửi công văn đến các nhãn hàng thương hiệu lớn yêu cầu dừng ngay quảng cáo trong các video clip có nội dung vi phạm pháp luật trên YouTube. Bộ đã công bố danh sách 21 nhãn hàng thương hiệu lớn đang có quảng cáo bị gắn trong những clip có nội dung xấu độc, phản động, chống phá đảng, nhà nước. Những nhãn hàng thương hiệu lớn như là Huawei, Việt Nam, Grab, FPT, VNG, Yamaha, Shopee. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quảng cáo, gây ảnh hưởng đến sự an toàn, uy tín của các thương hiệu và của các doanh nghiệp. Bộ cũng đã gửi các bằng chứng vi phạm của các nhãn hàng thương hiệu này. Bộ cũng yêu cầu các công ty dừng ngay việc quảng cáo trong các video trên YouTube có nội dung xấu, độc, chủ động rà soát, kịp thời cảnh báo với các đối tác cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo hoạt động quảng cáo của công ty phù hợp với pháp luật hiện hành, đồng thời có báo cáo giải trình gửi về Bộ trước ngày 17 tháng 6 này. Thưa ông Lê Quang Tự Do, rõ ràng là đây không phải lần đầu tiên Bộ phải cảnh báo việc này. Tại sao đến 2017 có vẻ như là mọi việc tiến triển, vậy đến bây giờ tình trạng này nó vẫn lặp lại? Chúng tôi đã theo dõi cái quá trình này và chúng tôi thấy rằng là các cái giải pháp của YouTube và của Google thì không giải quyết được triệt để cái vấn đề này. Bộ lọc của họ khi năm 2017 là còn rất là lỏng lẻo. Gần như họ chỉ hướng đến cái mục tiêu là gửi cái quảng cáo đến những cái clip có lượt xem, lượt view cao và đúng cái đối tượng mà nhãn hàng người ta muốn quảng cáo rồi. Không cần biết nội dung. Không cần biết nội dung. Thì khi mà bộ làm việc với họ và yêu cầu phải chấn chỉnh ngay tình trạng này thì họ đã có bổ sung những cái bộ lọc để mà kiểm duyệt thêm nội dung, để không gửi vào quảng cáo vào những cái nội dung mà xấu độc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên cái bộ lọc của họ thì đến giờ phút này cho thấy là hoàn toàn là không hiệu quả và người dùng có thể lách để mà vượt qua cái bộ lọc đó. Như vậy thì họ phải chịu trách nhiệm như thế nào về những cái nội dung đấy và những cái nhãn hàng bị đưa vào quảng cáo trong những cái nội dung xấu độc? YouTube và Google là phải chịu trách nhiệm chính vì họ đang cung cấp một dịch vụ mà dịch vụ đó lại không an toàn đối với những cái thương hiệu quảng cáo. Họ có thể đổ thừa là cái thuật toán của chúng tôi nó tự động. Tôi cũng nghe thấy là cũng xem trên mạng sau khi mà cục ra cái thông tin cái văn bản đấy thì thậm chí là có rất nhiều người có hiểu bất nói cũng nói là gì YouTube với Google họ không có trách nhiệm gì cả vì đấy là thuật toán. Thì ông giải thích như nào? Thật ra thuật toán là do Google và YouTube tạo ra. Họ đã đặt nặng cái vấn đề lợi nhuận, cái vấn đề view, cái vấn đề là được gửi đến nhiều đối tượng để mà phát tán cái quảng cáo đó. Mà họ không đặt nặng cái vấn đề là bảo vệ thương hiệu, an toàn của thương hiệu khi quảng cáo trên nền tảng của mình. Đó chính là vấn đề của Google. Và cái thuật toán khi mà họ chạy theo cái chuyện là lượt xem, lượt view và hướng đối tượng mà không quan tâm đến kiểm duyệt nội dung thì chắc chắn là cái thuật toán đó là thuật toán không an toàn. Và Google hoàn toàn có khả năng để sửa thuật toán của mình nhưng mà họ chưa muốn làm như điều đó. Chúng ta không thể đổ thừa cho thuật toán được bởi vì thuật toán là ai? Thuật toán là con người làm ra chứ không thể nói là nó từ trên trời rơi xuống và chúng ta không thể thay đổi được việc đấy. Cho nên là đổ thừa cho thuật toán tôi nghĩ là đấy là một cái đổ thừa không hợp lý. Thế còn được về phía các doanh nghiệp thì sao? Họ có biết được rằng là nhãn hiệu hàng, cái nhãn hàng của họ, họ đã phải bỏ tiền ra quảng cáo để nhưng mà bị chui và bị quảng cáo vào trong những cái thông tin xấu độc, thậm chí là vi phạm pháp luật Việt Nam. Năm 2017 thì các nhãn hàng là hầu như không biết. Khi chúng tôi nêu lên vấn đề này và cảnh báo họ thì họ mới bất ngờ và họ cũng đã dừng một thời gian khá dài, không quảng cáo lại trên YouTube để chờ cho Google và YouTube đảm bảo được là các cái quảng cáo của mình sẽ không hiển thị vào những nội dung xấu độc. Khi mà Google
triển khai một loạt các giải pháp và thông báo đến các đối tác, các nhãn hàng là chúng tôi đã sẽ đảm bảo an toàn được. Thì bắt đầu các nhãn hàng mới quảng cáo trở lại. Tuy nhiên tình trạng đó bây giờ lại tái diễn lại. Thì mới sáng nay thôi, thì đại diện của công ty Samsung Việt Nam là một nhãn hàng mà có cái nội dung quảng cáo bị gắn vào một cái clip phản động. Thì họ báo cáo với cục là chúng tôi đã bỏ tiền mua quảng cáo cái loại đắt tiền nhất của Google, theo cái gói là bảo vệ thương hiệu trên YouTube. Và Google cũng cam kết là sẽ không gửi những cái quảng cáo của chúng tôi vào những nội dung độc hại. Nếu như mà bình thường thì một cái gói quảng cáo đó nó khá là rẻ tiền, nhưng chúng tôi đã mua cái gói với giá trị thậm chí là gấp đôi, cao hơn nhiều. Tuy nhiên khi mà xảy ra tình trạng này thì tôi đã liên hệ ngay với Google và yêu cầu phải có giải đáp ngay. Thì Google cũng trả lời một cách khá chung chung, đó là những cái kênh xấu độc nó mới xuất hiện nên chưa cập nhật vào danh sách. Tôi và công ty mặc Samsung dù là ông thu tiền người ta, đúng rồi, là ông lấy tiền rất cao và ông đảm bảo đấy là an toàn, nhưng đến khi vấn đề xảy ra thì ông lại đổi thừa cho cái việc là gì, là chúng tôi chưa kiểm soát được. Đúng rồi, câu chuyện doanh nghiệp người ta đâu cần biết ông kiểm soát được hay không, đấy là việc của ông, còn tôi bỏ tiền ra là tôi cần được an toàn. Thì phía Samsung họ nói họ đang nghiên cứu để có thể là khởi kiện, phải yêu cầu bồi thường. Họ đã bỏ ra một cái số tiền rất lớn để mà được an toàn rồi, mà không an toàn thì đương nhiên là cung cấp dịch vụ phải đền bù cho họ thôi, hoặc là có cách nào đấy. Vấn đề câu chuyện bây giờ vẫn là tiền. Đúng rồi. Thì câu chuyện tiền là như thế nào? Chúng ta vẫn rất mơ hồ. Tôi đang nói là rất nhiều người chứ không phải là những người có chuyên môn như anh, như ông Lê Quang Tự Do. Về câu chuyện thế nào là quảng cáo và thì quảng cáo trên YouTube thì chúng tôi có thể lấy ví dụ như này. Theo thông báo thì có hai phương thức quảng cáo trên YouTube. Phương thức thứ nhất thì các doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo sẽ thông qua các đại lý quảng cáo ở Việt Nam để quảng cáo nhãn hàng sản phẩm. Các đại lý quảng cáo sẽ kết nối với YouTube để quảng cáo nhãn hàng sản phẩm đó. Tất cả các dòng tiền từ doanh nghiệp đến đại lý quảng cáo và từ đại lý quảng cáo đến YouTube thì đều đi qua sự kiểm soát của ngân hàng trong nước. Và phương thức thứ hai thì các cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo sẽ bỏ qua các đại lý quảng cáo trung gian. Họ sẽ kết nối trực tiếp thẳng với YouTube để quảng cáo nhãn hàng, sản phẩm của mình và trả tiền trực tiếp với YouTube bằng thẻ Visa hoặc Master. Tuy nhiên với phương thức quảng cáo này thì ngân hàng trong nước sẽ không thể kiểm soát được chính xác nguồn tiền quảng cáo. Có nghĩa là gì? Bây giờ là chúng ta với hai phương thức này thì một phương thức là các ngân hàng trong nước có thể kiểm soát được tiền, dòng tiền đi và dòng tiền về. Còn một cái phương thức là chúng ta không kiểm soát được. Thế vậy thì giả sử tất cả những cảnh báo của các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, cảnh báo tới YouTube và các doanh nghiệp nhưng họ vẫn không chấp hành, liệu chúng ta có thể áp chế được những cái phương thức nào về mặt tài chính để chúng ta buộc họ phải tuân theo pháp luật Việt Nam hay không? Bởi vì xét cho cùng, câu chuyện lợi nhuận, câu chuyện kinh tế là cái câu chuyện quan trọng. Tôi xin khẳng định luôn cái phương thức thứ hai ấy, tức là các doanh nghiệp, cá nhân, nhãn hàng ở trong nước mà kết nối trực tiếp với YouTube hay là các nền tảng xuyên biên giới nói chung để quảng cáo là đang là một cái hành vi vi phạm pháp luật. Nghị định 181 đã quy định rất rõ là bắt buộc là các doanh nghiệp nhãn hàng phải thông qua một đại lý quảng cáo có tư cách pháp nhân ở Việt Nam, không được làm trực tiếp. Hiện nay thì đúng là một số các doanh nghiệp, đặc biệt là nhỏ và vừa, thì họ lựa chọn làm trực tiếp với YouTube để mà bớt chi phí trung gian này, thậm chí là đã tránh cả thuế nữa. Đã. Thế là một hình thức lách luật. Đó là một hình thức lách luật. Nói là chúng ta không kiểm soát được thì nó chưa hẳn, mà chúng ta không kiểm soát được cái nội dung giao dịch giữa họ với YouTube. Bởi vì khi mà họ chuyển qua Master và thẻ Visa card thì nó không ghi hiển thị ra là mục đích giao dịch là gì. Nhưng cái dòng tiền đó thì tất cả đều phải thông qua các cái hệ thống ngân hàng trong nước và khi chuyển qua nước ngoài thì chúng ta đều biết được cái dòng tiền nó đi. Chỉ có nội dung giao dịch là gì thì chúng ta không nắm được. Dòng tiền đi từ đâu đến chỗ nào là đúng chúng ta rồi, đều biết được, chỉ mỗi được nội dung. Thì vừa qua thì Bộ Thông tin Truyền thông đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước và thống nhất được cái chủ trương là chúng ta sẽ kiểm soát chặt chẽ cái dòng tiền này. Và nếu như có dấu hiệu vi phạm, nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại để kiểm tra. Nếu đúng là dòng tiền này hợp pháp thì chúng ta mới cho chuyển ra nước ngoài. Thì tôi nghĩ là những cái người mà định lách luật, định làm ăn trực tiếp với những cái nền tảng xuyên biên giới vi phạm pháp luật thì chắc chắn là cái biện pháp này sẽ quản lý được. Vâng. Phản ứng của YouTube và Google về cái vấn đề này như thế nào? Chúng ta còn một phút nữa. Google và YouTube khi làm việc với chúng tôi thì
luôn nói là họ cam kết là sẽ tuân thủ các cái quy định của pháp luật Việt Nam. Thì chúng tôi nói là các ông phải biến những cái cam kết của mình bằng những hành động cụ thể, đặc biệt là về quản lý nội dung, về hoạt động quảng cáo và về việc là dòng tiền thanh toán cũng như đóng thuế cho nhà nước Việt Nam. Thì họ cam kết. Có nghĩa là gì? Là họ cũng chấp nhận những kháng nghị của chúng ta, những cái yêu cầu của chúng ta và cho rằng là họ sẽ phải thực thi cho đúng. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề là gì? Nói một chuyện và làm lại là câu chuyện khác. Chúng ta phải vẫn đang chờ xem họ sẽ làm gì. Đúng rồi. Đúng không ạ? Xin được cảm ơn ông Lê Quang Tự Do. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi không phải lần đầu nói về câu chuyện này. Kiếm được rất nhiều tiền nhưng không nộp thuế, không chịu trách nhiệm một cách có trách nhiệm với những gì được đăng tải trên hạ tầng của mình quản lý. Cùng với đó còn trả tiền cho những kẻ tung thông tin xấu độc và vi phạm pháp luật Việt Nam. Liệu chúng ta có chấp nhận thái độ và hành vi này đến bao giờ nữa? Những hình ảnh kích động bạo lực, những thông tin xuyên tạc vẫn cứ tồn tại. Không chỉ con cháu chúng ta mà ngay cả những người lớn cũng bị tác động không nhỏ từ những thông tin độc hại này. Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn giờ này ngày mai.